Huyện Đông Sơn có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, nơi sản sinh các giá trị văn hóa đặc sắc, quê hương của nhiều danh nhân nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Đây cũng là vùng đất cách mạng, nơi ra đời chi bộ đảng đầu tiên, chi bộ Hàm Hạ tại xã Đông Tiến, nay thuộc thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, vào ngày 25 tháng 6 năm 1930. Chi bộ đảng Hàm Hạ được thành lập là sự kiện quan trọng, có vai trò thúc đẩy phong trào cộng sản xứ Thanh phát triển lên tầm cao mới. Huyện Đông Sơn cũng là nơi ghi dấu sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng của quê hương Thanh Hóa. Ngày 20 tháng 2 năm 1947, tại Rừng Thông, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm xứ Thanh. Thời điểm quan trọng ấy diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Người ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Trong cuộc gặp, Bác đã nói về đạo đức người cán bộ cách mạng, đường lối cách mạng và chủ trương kháng chiến của Đảng. Bác động viên cổ vũ nhân dân Thanh Hóa tích cực tăng gia sản xuất, tiết kiệm để đóng góp sức người sức của phục vụ kháng chiến thành công. Bác gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao đối với tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, phải làm sao cho mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa phải là kiểu mẫu. Là một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu. Trước lúc chia tay, hẹn ngày trở lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò: đồng bào trong tỉnh hãy sắn tay áo làm đi, lần sau về đây tôi sẽ thấy mỗi người là một người kiểu mẫu. Rừng Thông Đông Sơn tự hào là nơi Bác Hồ dừng chân trong lần đầu tiên Người về thăm Thanh Hóa. Xác định đây là điểm di tích lịch sử cách mạng có tầm quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, nên Ban Quản lý Di tích chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động để phục vụ tốt nhất các đoàn khách đến tham quan, dâng hương, tưởng niệm, nhất là các em học sinh trên địa bàn Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa. Những lời dạy mang tầm chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Thanh Hóa lần đầu đã soi đường chỉ lối để toàn đảng, toàn quân và toàn dân Thanh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc, xây dựng xứ Thanh thành hậu phương lớn vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Đặc biệt, đây cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Sơn nỗ lực phấn đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đất và người Đông Sơn đã đóng góp rất nhiều sức người, sức của cùng nhân dân cả nước chống quân xâm lược. Xã Đông Anh, nay là xã Đông Khê, vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng khen và ghi sổ vàng quốc gia ngày 15 tháng 6 năm 1950 về thành tích đã giúp bộ đội địa phương nhiều nhất là 3 triệu 800 nghìn đồng. Huyện Đông Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những dấu mốc quan trọng ấy là niềm tự hào to lớn để Đông Sơn ngày nay nỗ lực vượt khó đi lên, xây dựng quê hương phát triển toàn diện. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đông Sơn nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, Đông Sơn là huyện thứ 3 trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Sơn đang quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công huyện kiểu mẫu. Tính đến hết năm 2021, Đông Sơn đã huy động tổng nguồn lực trên 393 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện đạt 951 tiêu chí, tăng 45 tiêu chí so với năm 2020. Bình quân mỗi thôn đạt 11,19 tiêu chí. Thời điểm hiện tại, huyện có 44 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ và nhân dân xã Đông Minh luôn xây dựng các kế hoạch, phát động các phong trào, tuyên truyền, động viên nhân dân tổ chức thực hiện. Chúng tôi luôn gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và từ đó đã xây dựng cái cộng đồng của xã Đông Minh đoàn kết, phấn đấu vươn lên. Bà con nhân dân rất là vui, hào hứng, phấn khởi khi cái thành quả đã đạt được. Năm 2021 là năm đầu tiên huyện Đông Sơn thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, và cũng là năm nền kinh tế xã hội của cả nước nói chung, trong tỉnh, trong huyện nói riêng, phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do thiên tai dịch bệnh, đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Song với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, năm 2021, Đông Sơn đã hoàn thành 30 trên 30 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị theo nghị quyết đề ra. Trong đó có 20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, một số chỉ tiêu đứng trong top đầu toàn tỉnh, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch như
thu ngân sách vượt kế hoạch và cao nhất từ trước đến nay. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, công tác kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch đề ra, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có chuyển biến. Hệ thống chính trị của huyện được củng cố kiện toàn. Trên cơ sở nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ 25, thì ban chấp hành đảng bộ huyện đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và các cái đề án để xác định cái lộ trình tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra, trong đó với mục tiêu là xây dựng huyện Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu và phát triển bền vững để đảm bảo cho cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Thị trấn Rừng Thông, nơi là địa danh di tích Bắc Hồ về thăm, ngày hôm nay đang vươn mình phát triển, đạt được nhiều thành tựu trong kinh tế, văn hóa, xã hội. Tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mới ra đời, đạt hiệu quả kinh tế cao, lĩnh vực đầu tư xây dựng và dịch vụ phát triển mạnh, sản xuất công nghiệp và các ngành nghề tăng cả về số lượng, quy mô và giá trị. Hạ tầng giao thông được triển khai mở rộng, nâng cấp và hoàn thiện. Kinh tế phát triển khiến đời sống người dân được nâng lên, các mặt văn hóa xã hội cũng đạt được nhiều tiến bộ. Thị trấn Rừng Thông là mảnh đất rất là tự hào, được Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Vì vậy, đảng bộ và chính quyền nhân dân thị trấn luôn ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng, phát huy cái truyền thống và cái thành tựu của các cái thế hệ lớp lớp cán bộ đi trước, phấn đấu đạt thị trấn kiểu mẫu vào năm 2023. Trong những năm qua, các trường học trên địa bàn huyện Đông Sơn đã đưa nội dung giáo dục truyền thống lịch sử quê hương vào chương trình giảng dạy. Mỗi công dân tương lai hiểu biết sâu sắc và tự hào về truyền thống quê hương để những giá trị lịch sử của vùng quê này tiếp tục được lưu truyền và phát triển sâu rễ bền gốc đến mọi thế hệ mai sau. Những ngày này, toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Đông Sơn nói riêng đang nỗ lực thi đua đạt thành tích chào mừng sự kiện 75 năm Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa. Những lời dạy bảo ân cần, tầm nhìn chiến lược của người sẽ là động lực to lớn để nhân dân xứ Thanh nói chung, huyện Đông Sơn nói riêng tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.